Vâng, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh video của mình. Bây giờ chúng ta giới thiệu trước mắt các bạn là con phượng hoàng đen nha các bạn. Đây, con phượng hoàng đen là nói chung là bạn nhỏ của chúng ta làm nó dính đuôi rồi. Rồi cứ từ từ bình tĩnh tháo đuôi ra, chúng ta sẽ cho nó lên video nha các bạn nha. Đó, đây. Hôm nay là các bạn nhỏ của chúng ta sẽ được ngắm nhìn con phượng hoàng đen. Mấy bữa trước thì các bạn coi video là con phượng hoàng đỏ rồi. Bây giờ chúng ta lên con phượng hoàng đen. Thì bây giờ nó hơi rối dây, chờ một xíu chúng ta bình tĩnh chúng ta gỡ ra. Rồi đưa cái dây để đây, rồi cầm chú ra kia, chú cầm qua kia thả nó chạy vô là được rồi. Gió nó ở đây nó hơi yếu nên là chúng ta cần phải có một cái lực cộng hưởng. Bước ra ngoài kia, chú bước ra kia một xíu là mình kéo nó vô, cần gió nó không có gió không có nhiều. Các bạn từ từ mình sẽ gỡ cái dây ra cho các bạn thấy. Đây, gió nó hôm nay không nhiều, cần phải có lực cộng hưởng là mình kéo nó mới lên được. Rồi bây giờ có gió rồi đó. Rồi đúng rồi, vừa kéo vừa giật ra lên. Rồi chúng ta có thể nhìn thấy là con phượng hoàng đen chút xíu nó sẽ cất cánh lên bầu trời. Gió hôm nay là nó cũng không có nhiều như mọi khi nha các bạn. Rồi rồi nó rớt rồi. Rồi không có gió này, ra chú ra ngoài đây, đứng qua chỗ kia này, thả đứng cái này kéo nó vô, nó lên. Rồi mình sẽ hỗ trợ cho các bạn luôn nha, hỗ trợ lên. Rồi lên rồi các bạn. Rồi mình vừa giật là vừa thả từ từ, thả 20 cm thôi. Rồi do mình đang cầm camera mình quay, do mình cầm vừa quay dìu nên là nó không nhìn thấy các bạn đó. Chúng ta nếu gió ít là các bạn ra ngoài, các bạn kéo lên một xíu nó lên đó, thả ra nó lên tiếp. Các bạn thả dìu chúng ta chú ý là theo dõi con dìu của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ quay lại một cái con dìu khác. Dìu này dìu lượng, dìu này theo các bạn nhỏ chúng ta cho chia sẻ là con dìu này là mua từ bên nước ngoài về, cái chất liệu nó cũng khá là khác ở đây. Dìu này thì hôm trước mình cũng từng thấy là ở khu vực này cũng thả rồi nha các bạn. Giờ mình quay lại con coi con dìu phụng nè, dìu phụng nó lên rồi nha. Rồi hôm qua ngược sáng cho các bạn coi, một buổi chiều rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Cái này chụp một tấm ảnh nghệ thuật là ok luôn đó. Còn chúng ta chờ cần phải hỗ trợ, quay video cần hỗ trợ bạn nhỏ này chút xíu. Ok rồi, và chị ba đã lên rồi, chúng ta sẽ đi ra quay luôn nha các bạn nha. Bây giờ mình sẽ đi ra quay theo bà chị này. Thực ra bà chị này không có quen nha các bạn, không có quen gì hết, họ thả diều mình theo mình quay thôi. Ok bây giờ mình đứng ở đây thôi, bỏ ra ngoài xa quá rồi, đi theo má công, lỡ chồng bá suy nghĩ hiểu lầm nữa má công tội mình. Rồi đi khá là xa rồi các bạn. Con tránh ra đây, nó ra đây đụng dây thì có ra ngoài kia, con ra. Ra đi. Tránh ra chú đỡ cái dây lên. Nó cần phải cái dây này chúng ta gỡ ra nó khỏi bị vướng lên nha các bạn. Rồi ok. Mình coi thử bà chị bà thả có kinh nghiệm thả diều không. Thực ra mình không có dám chỉ, là thường những người ở thành phố họ có biết thả diều mà họ không biết. Chúng ta thả diều chúng ta cần có một cái sự cộng hưởng. Nếu mà có gió nhiều thì chẳng chừng thả nó lên, còn không thì chúng ta phải chạy và đưa diều con diều nó lên. Rồi quay lại cho các bạn coi toàn cảnh. Cánh đồng rất là đẹp. Wow, đẹp không? Đẹp không? Đẹp cực kỳ nha các bạn. Chúng ta chờ con diều nó căng lên, cái dây nó căng lên là chúng ta mới thả được. Rồi gió nó không được nhiều nên là bà chị chúng ta là đứng chờ gió. Chúng ta phải diều và chờ một chiếc gió, nếu không có gió thì gió không có diều
nếu không có gió thì diều không lên chắc chắn rồi. Rồi, bà thấy, chúng ta thấy bà chị bà chạy lên không? Đó, diều đã lên rồi các bạn ơi. Chạy khá là mạnh mẽ luôn. Không có gió. Không có gió, không có gió nên là diều không có lên được. À, dù chúng ta là chạy rất là mạnh nhưng mà không có gió thì các bạn cũng phải chịu rồi. Diều mà không có gió làm sao mà lên được. Vâng, chúng ta đi lại chỗ chú Thanh Long và xem thử coi. Ở đây cũng có rất là nhiều chị em phụ nữ đi thả diều. Đây là một chị phụ nữ nữa đi thả con diều Batman. Tất cả là chúng ta là chiều con nhỏ thôi, chứ thực ra thì người lớn chúng ta cũng chán lắm. Rồi, camera diều rồi đảo. Rồi chúng ta có nhìn thấy một con diều cá mập. Hôm nay trời không có gió, rất là tiếc. Hôm nay trời không có gió nha anh em. Chờ bên kia thả, họ có thả được con gì không? Rồi, hai mẹ con và một người nắm đuôi, một người nắm đầu thả các bạn ơi. Nhưng mà không có gió chịu chết. Thả diều thì chúng ta đi sớm một chút, chờ căng gió một chút, hôm nay trời không có gió. À, tính xuống kia mà thấy không có gió nên thôi để mai. Chứ hôm nay không có gió, ở đây không có gió mà dưới kia làm gì có. Mai lên quay ông nguyên buổi. Chứ giờ mà gió mà ở đây không có thì ở trên đó chắc cũng chịu á. Rồi chiều hôm nay vui tới đây là đủ rồi nha các bạn. Quay lại chú diều Thanh Long cho các bạn coi. Rồi đi tham quan một vòng cho các bạn coi là ở đây sẽ có những gì nha các bạn. Rồi có, ở đây có cử thú nữa nè. Đây đi tập thể dục rồi được luôn. Ở đây có rất là nhiều đồ ăn vặt như cưỡi thú, rất là nhiều, rất là nhiều người ở đây ăn uống rồi thả diều chơi, đưa con nhỏ ra đây chơi. Ở đây khu rất là an toàn. Hiện tại thấy khu này chuẩn bị họ xây công viên, thì tương lai cái đồng diều này khả năng là sẽ thành kỷ niệm nha các bạn. Rồi chúng ta có thể nhìn thấy là xa xa là con diều, con diều đuôi dài, cái lượng đã lên. Cuối cùng thì cũng đã lên, chúng ta nhìn thấy trên bầu trời mà nó hơi cà giật tại sao gió không có. Nếu có gió thì nó căng rồi, nhưng không có gió.
nhìn cứ như con lăng quăng vậy, chứ không phải là con diều các bạn. Nó có giật giật giật, gió nó không có thì ở dưới người ta mình kéo, họ kéo á, nó cứ giật 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 á, như con trâu tinh trì vậy. Này chúng ta thấy có thằng mập đang thả diều luôn. Rồi xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn coi nhớ like, subscribe ủng hộ mình nha. Nhớ subscribe nha các bạn, cũng như là chia sẻ cho mình một cái chia sẻ nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bấm chuông nha các bạn nha. Đó. Làm 100 con cái video con diều rồi đó, mà kênh YouTube cũng lọt tọt à. Thả ra, vừa chạy vừa thả, vừa chạy vừa thả, kéo mạnh lên, vừa chạy vừa thả. Rớt rồi. Rồi vừa chạy vừa thả dây, vừa chạy vừa thả dây. Rồi chú Thanh Long vẫn trung thành với con cá heo của mình.